Vườn chuẩn nông thôn mới của gia đình ông Phạm Đình Tiến có 80 gốc cam từ 5 đến 10 năm tuổi. Năm nay cây cam xanh tốt, ít sâu bệnh nên cho năng suất cao, mã đẹp. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến khoảng 20% quả trong vườn bị rụng, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng. Hiện vườn còn khoảng 6.000 quả chờ bán dịp Tết. So với các năm trước thì năm nay là hiệu quả là lớn đó. Vì là cam trả đoái thì giá trị thị trường đến bật Tết thì là một quả năm thọc trục. Mà cam năm nay là rất đẹp, sang màu mạ và đẹp. Vườn nhà ông Nguyễn Quốc Phong hiện cũng có khoảng 100 gốc cam từ 4 đến 6 năm tuổi. Đầu vụ cam xanh tốt nhiều quả, nhưng ruồi vàng và mưa nhiều nên đã rụng mất khoảng 30%. Thế nhưng năm nay cam to, mã đẹp nên khả năng được giá bán Tết. Cam đấy thì rất là đẹp, rất là xanh đẹp đấy, nhưng bị chỉ cả chỉ còn giờ trời, nơi trời mà rạo trời thì đỡ. Chứ còn mưa liên tục thì sẽ bị rụng nhiều thôi. Hai vụ trước cũng được thu hoạch, cho hy vọng vụ này. Cam xã Đoài có nguồn gốc từ châu Âu, được đưa qua xứ Nghệ trồng từ hơn 100 năm nay. Giống cam có mùi vị thơm ngon nên được truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng giống cam này rất khó trồng nên nhiều hộ thất bại. Cả xã Nghi Diên hiện chỉ có khoảng 20 hộ trồng cam trong vườn nhà. Mỗi hộ trồng từ 50 đến 100 gốc nên sản lượng không nhiều. Những năm gần đây, mỗi quả cam xã Đoài được bán với giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Đây là loại cam đắt đỏ nhất, nhưng dịp gần Tết, nhiều người tìm đến tận vườn mua để bày mâm ngũ quả làm quả biếu. Để khách mua không bị nhầm lẫn và chọn đúng cam xã Đoài, các chủ vườn thường mời khách đến vườn tự chọn cây, quả rồi mới hái bán.